Thực sự tôi có một cái khát vọng rất lớn về giáo dục. Và đó là một cái khát vọng mà tôi đã ấp ủ hơn 20 năm về trước. Và ngày nào tôi cũng trăn trở về nó. Và cho đến khi là tôi được gặp Thầy. Chính Thầy là người đã giúp cho tôi để tôi thực hiện được cái sứ mệnh đó. Thầy là chạm vào trái tim của tôi. Và thực sự năm 2017 khi tôi học Thầy cái khóa học TTT, tức là khóa học Train the Trainers mà Thầy dạy, thì chính lúc đó tôi hoàn toàn bùng nổ và tự tin để tôi sẽ thực hiện những cái công việc mà hôm nay tôi làm với các bạn. Và trong suốt 4 năm qua là hàng chục nghìn, hàng gần 20.000 các chủ doanh nghiệp, các CEO, các những người yêu thích kinh doanh đã được tôi huấn luyện và chia sẻ. Và điều đấy tôi phải biết ơn Thầy rất nhiều. Không thể nói được với điều gì cả, bởi vì đó là cái hạnh phúc của tôi khi tôi được giúp đỡ người khác. Và Thầy chính là người đã chuyển đổi, đã giúp cho tôi có cái công cụ mà để tôi đứng sân khấu một cách tự tin để thực hiện cái giấc mơ của mình. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai, thưa các bạn, là cái khóa học mà bạn học này này, tôi đã học rồi. Cái khóa học sắp tới mà cái chương trình gọi là làm chủ nghệ thuật bán hàng và lãnh đạo mà Thầy dạy trong 2 ngày tới đây vào thứ bảy chủ nhật tới này, tôi đã học rồi. Và tôi học 4 khóa của Thầy. Và sắp tới đây tôi sẽ học cái khóa của Thầy bên Mỹ vào tháng 10 này. Khóa học mà tôi phải bay sang tận Mỹ để tôi học đó. Bạn có biết giá của nó gần 200 triệu đồng để tôi bay sang ấy. Và cái khóa đắt nhất mà tôi đã học là tôi phải sang bay sang Ấn Độ 5 ngày là hơn 400 triệu đồng của cái khóa học đó. Chưa kể tiền ăn ở chi phí mà tôi cùng với Thầy Sabachien đây sang đấy để học. Thầy ấy, Thầy là bậc thầy của tất cả những bậc thầy mà giỏi nhất ở Việt Nam hiện nay mà chúng ta có thể nhìn thấy những người là thầy nổi tiếng. Tất nhiên tôi không nói là toàn bộ, nhưng hầu hết. Mỗi một lần tôi đi học Thầy thì cái level về cái tầm của tôi lại lên một cái tầm cao mới. Và thưa các bạn, những cái khoản mà tôi đầu tư vào cái khóa học mà của Thầy ấy, về sau tôi kiếm được nó hàng gấp, hàng biết bao nhiêu, là hàng trăm, hàng nghìn lần so với cái đó. Nhưng cái mà tôi có thể nói rằng là bên cạnh cái vấn đề con số đấy, nó là cái thứ mà không thể mua được bằng tiền. Không thể mua được bằng tiền. Đó là những cái điều mà học được từ Thầy của mình về cách thức làm thế nào đấy để mình sống cho nó thực sự là hạnh phúc và đáng sống. Qua cái câu chuyện mà Thầy chia sẻ về con trai của Thầy với Thầy, cái mối quan hệ của Thầy với lại bên chỗ Ben, Ben là con trai của Thầy, thì Thầy đã thực sự là truyền cảm hứng cho tôi để tôi trở thành một người cha tốt. Đó, tôi trở thành một người cha tốt. Và cái đó là vợ tôi rất biết ơn. Và thực sự là bản thân tôi muốn trở thành người cha tốt, nhưng tôi không biết cách nào. Và tôi đã có những cái thời kỳ tôi bị mất cái kết nối. Nhưng sau đó rồi tôi đã biết cách, sau chỉ mỗi cái câu chuyện của Thầy thôi. Và vì vậy cho nên là thưa các bạn, là tôi biết ơn Thầy rất lớn. Và chính cái thời điểm tôi gặp Thầy đầu tiên thì tôi đã gửi lên vũ trụ một cái thông điệp cực mạnh là tôi nhất định phải làm thế nào để tôi là mang những giá trị của Thầy Blair để lan tỏa cho cộng đồng kinh doanh Việt Nam. Và điều đó cách đây là 5 năm về trước. Cách đây 5 năm về trước. Và sau đó tôi cứ âm thầm để tôi lặng lẽ tôi tìm cái cách thức để tôi tiếp cận được với Thầy. Thế và sau đó thì thông qua những người học trò của BSTA Certified Trainer, tức là những người như là chị Sarah Phương của Real Academy, xong về sau này thêm nữa là chị Teresa rồi chị Catherine, những cái người mà thực sự ủng hộ tôi, ủng hộ cái sứ mệnh của Success Business, ủng hộ cái cam kết của tôi đối với cộng đồng Success Business, cộng đồng doanh nhân Việt Nam. Cho nên là tôi thưa các bạn rằng là tôi rất biết ơn khi Thầy có mặt trong ngày hôm nay, cũng như là cách đây 3 năm Thầy đã là cho tôi một cái cơ hội chỉ lúc đó là cộng tác với Real Academy. Và tôi muốn tất cả chúng ta ở đây là cùng nhau chúng ta hãy dành cho Thầy của chúng ta một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn Thầy. Và tôi cũng đã gửi ước nguyện lên vũ trụ rằng làm thế nào đấy để những người học trò khác của Thầy, những người học trò khác của Thầy cũng có sứ mệnh giống như tôi, để cùng tôi sẽ thực hiện những các cái giấc mơ mà chúng ta cùng nhau để chuyển đổi con người. Cho nên tôi đã học các khóa học của Thầy để tôi không phải chỉ được học từ Thầy, mà tôi còn tìm kiếm được những nhà đào tạo có sứ mệnh giống như mình, hoặc cũng có mong muốn chuyển đổi những con người như mình. Và đấy chính là vì sao tôi tìm được Thầy Sabachien Lovelorn ở Singapore. Và tôi cũng tìm được Thầy Alasdair Cunningham ở bên chỗ Ấn Độ. Và tôi tin rằng
tôi sẽ tiếp tục tìm được những người thầy ở bên Mỹ và những người thầy khác ở trên thế giới để mang về cho đất Việt chúng ta. Alo. Những người thầy hàng đầu của khu vực và của thế giới và của Việt Nam để giúp cho cộng đồng doanh nhân Việt Nam của chúng ta sẽ thực sự là cường thịnh, và điều đấy chính là cái điều mà tôi gửi lên ước nguyện. Vâng, xin cảm ơn thầy Tô Nhật rất nhiều. Và không và phải tôi, và nhân đây thì tôi cũng là thực sự là mong muốn thầy sẽ tiếp tục là đồng hành với đất Việt chúng ta. Tôi biết thầy được rất nhiều người ở trên thế giới muốn đón chào. Là thầy có chia sẻ là bây giờ thầy thực sự thầy cũng muốn là giảm cái quá trình thầy đi lại, thầy chỉ muốn ở Mỹ là chính thôi. Mỗi một năm thầy chỉ có 5 lần đi sang nước ngoài thôi. Thế và chúng tôi bảo là bây giờ thôi thì thầy ạ, Việt Nam của chúng em còn cần nhiều hơn so với các đất nước châu Âu, cần nhiều hơn so với Singapore, cần nhiều hơn so với Thái Lan, cần nhiều hơn so với Ấn Độ, bởi vì chúng em, trình độ của chúng em nó thấp hơn, cho nên thầy hãy ưu ái cho chúng em hơn, ưu ái cho cộng đồng Việt Nam này hơn. Đó. Vậy thì tôi muốn các bạn, nếu các bạn đồng ý như vậy, các bạn hãy cho thầy một tràng pháo tay thật lớn ạ. Yes. Thank you. Vâng, và cứ tin rằng không phải chỉ ở nước ngoài mà trong tất cả các anh chị ngồi đây, khi chúng ta học trong 2 ngày cuối tuần sắp tới, chúng ta cũng sẽ trở thành những nhà lãnh đạo thực thụ và những người thầy tiếp theo đồng hành cùng với thầy Tô Nhật và cộng đồng doanh nhân chúng ta, đúng không ạ? Dạ. Chính chúng ta đây các anh chị, hãy cho chúng ta một tràng tay lớn hơn nữa đi ạ. Vâng, còn thầy Sebastian ạ, chúng ta sẽ lắng nghe những chia sẻ của thầy Sebastian. Yeah, very good. I remember. Tôi nhớ rằng 5 years ago, năm hay là 7 năm trước, I was doing a seminar in Vietnam. Tôi đang thực hiện một cái chương trình đào tạo ở Việt Nam. And everything was going very, very well. Và mọi thứ đang diễn ra rất là tốt. And I said, who would like to join my next seminar? Và khi mà tôi hỏi mọi người rằng ai muốn tham gia cái chương trình đào tạo tiếp theo của tôi? And when I looked at the number that actually registered to the next seminar, I was traumatized. Và khi mà tôi nhìn thấy cái số lượng người mà thực sự đăng ký cho cái chương trình tiếp theo của tôi thực sự là có bị chấn thương. The sales number were too low. Tại vì là cái kết quả sale rất là thấp. So my translator at that time said, và cái người phiên dịch viên của tôi cái thời gian đó ấy, thì nói là oh no. Sebastian. Ôi, Sebastian. You need to learn from Blair. Chúng ta cần phải học thầy Blair. I said, who's Blair? Tôi mới nói rằng, Blair là ai? He trains people to increase their sales. Thầy ấy dạy cho mọi người cách làm sao để tăng doanh số bán hàng lên. I said, I'm an NLP trainer. I don't need any other trainer. Tôi mới nói rằng, tôi là một nhà đào tạo NLP cho nên tôi không cần bất cứ một nhà đào tạo nào khác cả. So next seminar. Cho nên là cái chương trình đào tạo tiếp theo của tôi. Do the same thing. Tôi lại làm như thế. And my sales is up. Down or very low. Thì cái doanh số của tôi nó lại lên một chút hoặc là xuống hoặc là nói chung là rất thấp. Very low again. Rất thấp lại rất thấp. So my translator says. Cho nên là phiên dịch viên của tôi lại nói. You need to learn from Blair. Thầy phải học thầy Blair. I said. Tôi mới nói rằng. Not right now. I'm busy. Không phải bây giờ không phải là lúc, tôi bận lắm. And then every time I would do a seminar in Vietnam, she would say the same thing, and I would always get the same result. Và mỗi một lần tôi có chương trình đào tạo ở Việt Nam và cô ấy lại nói cái điều như vậy và tôi không thực hiện và tôi lại có cái kết quả như vậy. After 5 years. Và sau 5 năm. Of having average return on my sales. Khi mà tôi có cái kết quả rất là trung bình. Just at the time I was about to give up. Và đó là cái lúc mà tôi đang định từ bỏ rồi. And I thought, và tôi mới nghĩ rằng I'm not a good salesperson. Tôi không phải là một người bán hàng tốt. And then I remember NLP. That's a limiting belief, right? You remember the 5 clouds? Và lúc đó tôi mới nhớ là NLP, đó chính là 5 đám mây. Các bạn có nhớ về cái niềm tin giới hạn không ạ? So I said, okay, I'll go and learn from Blair. Cho nên lúc đó tôi mới nói rằng, oh, okay, tôi sẽ đi học thầy Blair. So she introduced me, I paid the money. Và cô ấy giới thiệu tôi và tôi trả tiền. And then I joined his training. Và sau đó tôi tham gia khóa học của thầy.
And then within only one training in Singapore, where I also met Vasco for the first time. Và chỉ với một khóa học duy nhất tôi ở Singapore và đó cũng là nơi tôi gặp thầy Nhật lần đầu tiên. I graduated and then I applied these sales tools and sales techniques. Tôi đã tốt nghiệp cái chương trình đó và sau đó tôi áp dụng những cái công thức, những cái kỹ năng của thầy. In my next seminar and the sales went up by 10x, 10 times. Tôi đã áp dụng tất cả những kiến thức, kỹ năng và công cụ của thầy và áp dụng vào chương trình seminar của mình và cái kết quả sale đã tăng lên gấp 10 lần. So I think cho nên tôi nghĩ rằng the people that who has not registered yet những for người Blair nào event on Saturday and Sunday, những người nào mà chưa đăng ký cho chương trình để đi học chương trình của thầy Blair vào cuối tuần này, who has not registered yet, raise your hand. Ai chưa đăng ký có thể giơ tay lên được không ạ? Raise your hand if you haven't registered yet. Hãy giơ tay lên nhé nếu như các anh chị chưa đăng ký. Well, right now, ngay bây giờ, Albert Einstein is looking at you down from heaven. Albert Einstein đang nhìn xuống các anh chị từ trên thiên đường đấy. And do you know what Albert Einstein once said? Và các anh chị biết rằng ông ấy muốn nói điều gì không? The definition of insanity. Cái định nghĩa. Insanity. Insanity. Cái định nghĩa của cái vấn đề là điên cuồng ở trong đầu óc ấy. Is to do the same thing again and again and again. Nó là làm một cái điều tương tự, làm đi làm lại, làm đi làm lại. And expecting different results. Mà lại mong muốn có một cái kết quả khác. So anyone that hasn't registered, Einstein is thinking, you guys are crazy. Và nếu như các anh chị mà chưa đăng ký mà lại có cái suy nghĩ như vậy ấy, thì đúng là điên rồ. Tomorrow you're gonna go back to the office. Ngày mai các anh chị sẽ đi đến văn phòng của mình. You're gonna continue to do the exact same thing that you've always done. Các anh chị sẽ lại làm tương tự những cái điều mà các anh chị vẫn đang thường làm hàng ngày thôi. You'll get the exact same results. Và các anh chị sẽ lại có những cái kết quả như vậy thôi. And you're gonna wonder why. Và các anh chị sẽ lại suy nghĩ là, ồ tại sao? And the way out of this. Và cái cách mà để cho giúp chúng ta thoát khỏi cái tình trạng này. The way for you to build a $300 million company like Mr. Vasco and Amacau Group. Cái cách mà để các anh chị xây dựng được doanh nghiệp ngàn tỷ đồng giống như là thầy Nhật và tập đoàn Amacau. How many of you would like to make $300 million in a year? Bao nhiêu trong số các anh chị ở đây muốn xây dựng một cái công ty có thu nhập ngàn tỷ một năm ạ? Say yeah! Yeah! Don't listen to me. Và đừng nghe tôi. Don't listen to Blair. Đừng nghe thầy Blair. Listen to Vasco. Hãy nghe thầy Nhật đi. Vasco is bringing you a world-class sell expert right here in Hanoi. Thầy Nhật đã mang đến cho các anh chị một chuyên gia hàng đầu trên thế giới về bán hàng. Ở đâu? Ở ngay đây, ở Hà Nội. International standard. Một cái tiêu chuẩn, một chuẩn mực quốc tế. At Vietnamese price. Ở ngay tại Việt Nam. Với một cái mức giá của Việt Nam. Even me. Thậm chí là cả tôi nữa. I was supposed to spend the weekend with my wife. It's her birthday. Tôi sẽ dành... Thay vì cái việc dành cuối tuần này dành cho vợ tôi với sinh nhật của cô ấy. My wife says, why have you been unfaithful to me with Blair? Vợ tôi lại nói là tại sao anh lại phản bội em để theo thầy Blair? I said, honey, don't worry, we have 363 more days to be together. Và tôi mới nói với vợ tôi rằng, không sao em yêu à, chúng ta sẽ có 367 ngày nữa với nhau. But Blair is only going to be here Saturday and Sunday. Nhưng mà thầy Blair chỉ ở đây 2 ngày cuối tuần này thôi. How many of you really want to increase your sales? Và bao nhiêu trong số các anh chị ở đây muốn tăng doanh thu của mình lên ạ? Say yes! So you know what to do. Yeah, vậy, thank you. Vậy thì các anh, các chị đã biết làm gì rồi. You know what to do. Thank you, Sao Chien, về cái sự chia sẻ vừa rồi tuyệt vời. Và tôi cũng muốn nói thêm với các bạn là rất nhiều người ở đây cử là không phải chỉ bản thân họ đi mà còn đội nhóm của họ đi nữa. Và tôi cũng muốn nói là bạn Lê Văn Trung ấy, gọi là Trung OBD, Trung Tỷ Phú ấy, là cái người mà tôi học trò tôi đấy, mua cho 50 bạn để đi. 50 người để đi. Hay là một số các thành viên Platinum của tôi ấy,
là cũng cho người thì cho 4 người đi, người thì cho 7 người, người thì cho 12 người, người thì cho là 5 người. Tại sao người ta quyết định như vậy? Bởi vì người ta muốn chơi một cuộc chơi lớn. Và nếu như bạn nhớ cái buổi sáng nay á, nếu chúng ta mà muốn làm một mình thì bạn sẽ chỉ làm nhỏ thôi. Và nếu mà bạn muốn để làm lớn, bạn muốn để làm sao là cái doanh số, cái công ty của bạn không lệ thuộc vào cá nhân bạn, thì hãy đào tạo đội nhóm. Và nếu có một người thầy vĩ đại để đào tạo thay cho chúng ta, để làm thế nào đấy để truyền những các cái cảm hứng và các kỹ thuật cần thiết để gấp đôi, gấp ba doanh số lên trong phạm vi một năm hoặc một thời gian ngắn, thì tại sao chúng ta lại không đầu tư cho cái việc đó? Cho nên là tầm của bạn ở đâu, đội nhóm của bạn ở đó, đội nhóm của bạn ở đâu, doanh số và thu nhập của bạn ở đó. Và tất cả cái điều đó là lý do để bạn có thể là đăng ký làm sao chúng ta sẽ cùng nhau để đột phá cái doanh số của chúng ta lên. Và hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhau ở trong cái chương trình Sales and Leadership Mastery. Thank you. Vâng, xin cảm ơn các chuyên gia.